Ông Lý Mục Nguyên ở Singapore, ở cư Sĩ Lâm, khi ông gặp Hòa Thượng Tịnh Không xong cái là thỉnh Hòa Thượng về cư Sĩ Lâm Tăng Gia Ba giảng, thì ông bị ung thư. Khi ông bị ung thư, lấy tiền của ông đó, ông cho một số những người nghèo để dành lại cho con cái. Bây giờ ông nói để cho tiền nó không bằng để cho nó cái nghề. Nếu cho nó cái nghề thì nó có tiền, đúng không ạ? Còn cho nó tiền đôi khi nó xài hết, mà đôi khi nó xài bậy nữa. Ông này ông có trí. Và ông nói để cho nó cái nghề không bằng để cho nó cái đức. Cứ sợ con cái thất nghiệp chứ không sợ thất đức. Ông để cho cái đức đó là ông thỉnh Hòa Thượng về. Ông nấu thức ăn chay cho người ta ăn miễn phí từ sáng đến chiều để cái đức. Thì một thời gian ông Lý Mục Nguyên hết bệnh ung thư. Điều này chúng ta nghe Hòa Thượng nói. Vì sao ông hết bệnh ung thư vậy quý vị? Vì ông đem cái thức ăn chay tinh khiết đó khác ăn, cho nên ông có sức khỏe, cái phước báu ông có, cho nên thành ra cái nghiệp chướng nó đánh tan, đúng không? Điều này đúng chân lý Đức Phật dạy. Lúc trước ông chưa gặp Hòa Thượng, ông chưa biết tu, ông tạo nghiệp. Ông làm ăn có tiền, ông đãi khách thịt thà, rượu chè, đủ thứ. Thì đây là những chất độc làm cho ông bệnh ung thư. Nhưng suy khi ông giác ngộ lại được rồi, bắt đầu ông ăn chay, người khác ăn chay, ông thỉnh Hòa Thượng về giảng, ông cho băng kinh sách miễn phí, thì nhờ cái phước công đức này nó đánh tan đi nghiệp báo. Mà nghiệp chuyển thì bệnh hết, bệnh cũng. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi thấy cái người mà giúp cho người khác ăn chay hạ kỳ. Cho nên tổ sư Ấn Quang nói: khuyên người ăn chay, khuyên họ kiên giết. Còn bởi vì bạn phóng sanh, thỉnh thoảng bạn có tiền bạn làm, và bạn rồi họ tiếp tục ăn mặn, bạn không khuyên cho họ, thì cái việc phóng sanh đó cũng tốt, nhưng mà cái phước báu không bằng không ăn mặn nữa, suốt cả cuộc đời của họ không giết nữa. Thì đây là hai việc làm kết quả thù thắng vô cùng. Bạn kiếm được đồng tiền đủ cái nhân duyên để bạn phóng sanh đó thì, nhưng mà cái việc này nếu bạn làm mà bạn quên khuyên người ta ăn chay, quên khuyên người ta kiên giết á, có 50%. Còn khuyên người ta kiên giết ăn chay được cái tiêu chuẩn lợi tha 100%. Cũng như là gia đình Đức Quang, từ khi nghe đĩa chúng tôi một cái là phát tâm ăn chay trường luôn. Thì chay trường đến bữa nay là biết bao nhiêu biến thịt. Anh không ăn vào thì sao? Thì những con thú này nó đỡ chết được mấy ngày. Và bao nhiêu người trong này không ăn thịt thì con thú đó nó được. Còn bao nhiêu người trong này ăn thịt thì con thú đó phải chết sớm. Bởi vì người giết đó cũng vì người. Cho nên cái thâm thúy của Ấn Tổ là nhắm vào mục tiêu để khuyên người. Dĩ nhiên phóng sanh là ngài đề xướng cật lực rồi. Hôm nay rất là khó khăn, đó là nó đi bắt rất là nhiều. Dĩ nhiên nó bắt có tội của nó, mình thả có phước, có công đức của mình. Ba cái điều mà ngài khuyên trong cái văn sao đó là khuyên người phóng sanh, khuyên người kiên giết, và khuyên người ba mục tiêu này. Vì vậy cho nên hôm nay này, sau khi mọi người nghe pháp xong, dùng một buổi cơm thọ dùng, thì cái thức ăn này làm cho những người chư tăng chư ni Phật dạ no bụng khỏe lên. Cái phước người này giống như là gió mình không thấy nhưng mà rất lớn. Và thêm nữa, hôm nay có một cô đó, cô cũng nghèo, nó ở Sài Gòn tới nhà cũng nghèo, con cái cũng cho tiền, cái rồi cô để dành dụm mà cô lên cô cúng dường 100 triệu để trai tăng cúng dường tịnh tài cho đại chúng. Cô nghèo lắm, thì khi mà họ phát tâm tịnh tài cúng dường thì trong mạng họ có tài. Mà khi trong mạng họ có tài, nó là cũng được hết trơn. Mà trong mạng mình không có tài, mình làm ăn cái gì nó cũng thất thoát. Quan niệm rằng là mình có tiền để mà mình dành dụm xây cơ sở sự nghiệp cho lớn, thì mình dành rất nhiều, đúng không? Thì đó là bọn phàm phu chúng ta hiểu. Còn các hàng Bồ Tát họ hiểu khác hơn chúng. Như Hòa Thượng Tịnh Không ngài có nói, tài giống như là thủy, nó phải được lưu thông. Người ta múc uống đi rồi nó sẽ ra nước mạch ngon ngọt. Còn mình đậy lại để cho mình uống và chỉ cho gia họ mình uống không, thì nước nó không có được ra nhiều và mạch nó không có ngọt ngon đâu. Thôi quý vị, có đạo lý. Là dĩ nhiên trong này đi đến đây chúng tôi không có bắt buộc là phải cúng bao nhiêu, phải làm cái gì,
Đó là tùy tâm mình, chúng tôi chỉ tán thán như vậy. Và đặc biệt là cái gia đình của anh Đức Quang nghe đến cái đĩa phóng sanh mà ngộ ra ăn chay và biết Phật Pháp, biết đến giác nhàn. Cho nên hôm nay cũng về phát tâm. Cái buổi phóng sanh hôm nay 1.000 đô là anh phát tâm để phóng sanh. Quý vị cho anh chàng phát tay. Cái việc mà làm căn cứ, có nhiều người họ cúng vài tỷ nhưng mà không bằng một bà già cúng một mấy xu dầu, 5 xu dầu. Cái việc mà cúng dường nó căn cứ nơi tâm. Và cái việc mà tỳ hỷ của quý vị hôm nay cũng căn cứ nơi tâm địa. Nếu mà ai tỳ như hôm nay chúng tôi nói đó, thì toàn bộ những công đức cúng dường trai phạn, trai tăng, phóng sanh đây đó, đó gọi là mình tỳ hỷ. Mà những người ở bên ngoài họ không có nghe được điều này, hoặc giả họ nghe họ bực anh tỳ á, thì họ không được cái công đức tùy hỷ này. Như vậy hôm nay quý vị trong đây không ai, trong không có cúng gì hết, có những người không cúng gì hết mà mình nghe điều này mình được công đức không ạ? Được, được tùy hỷ công đức ạ. Giáo hòa thượng Trí Tịnh nói cái người mà đã có tâm cũng thấy công đức, thấy người ta làm gì mình tùy hỷ cũng có công đức hết trơn luôn. Mà không tùy hỷ rồi là gặp người ta làm công đức rồi mình cũng chê bai thành tội luôn. Cho nên tội từ tâm khởi, phước từ tâm khởi, đức từ tâm khởi. Chỗ này cố gắng lắng nghe. Vậy hôm nay cho nên cái buổi lễ này chúng tôi thấy là cái nhân duyên của quý vị để tham dự cái buổi giảng của Giác Nhàn, thực sự trong lòng rất là cảm động. Nhất là các vị như là cô Uyên ở bên Michigan, rồi anh Đức Quang một số ngoài, rồi các tỉnh thành đều quy tụ về đây, cũng như là các nơi trên thế giới. Trong lòng của Giác Nhàn thực sự, cái này nói chân thật, xem có mặt ở đây cũng như đang online trực tiếp là các vị Bồ Tát. Cái này không những bắt chước ấn tổ, nhưng mà trong lòng dạ thực sự. Cho nên đối đãi với các vị Bồ Tát này bằng tấm lòng chân thật lắm, không có lợi dụng gì đâu. Bồ Tát yên tâm, ngồi yên tâm. Chùa sợ lắm, sợ mấy thầy vận động cái này, vận động cái kia, mượn tiền, mượn bạc, rồi xây dựng chùa long văn văn. Rồi yên tâm các vị Bồ Tát không phải lo đâu. Yên tâm. Đối đãi lợi dụng và đem hết tất cả những cái gì được học trong văn sao điệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, hôm nay nói ra cho các vị Bồ Tát này để nâng cao cảnh giới. Hiểu hiểu chỗ nào? Nếu là các vị là Bồ Tát Quán Thế Âm rồi, đồng cảnh giới như Bồ Tát Quán Thế Âm rồi đó, các vị là cổ Phật thị hiện rồi đó, có còn về Tây về chưa? Bồ Tát Quán Âm mà cũng không phải về mà. Các vị Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Trí Văn Thù rồi đó, Nhất Sanh Bổ Xứ rồi, quý vị còn về không ạ? Cũng về. Cho nên tịnh hạ không ngộ cái pháp môn tịnh độ từ Quan Nghiêm. Mãi về sau mấy chục năm khi ở Đài Trung học pháp với ngài Lý Bỉnh Nam, mà Lý Bỉnh Nam là đệ một người cư sĩ đệ tử này là phải có sức ảnh hưởng truyền bá văn sao và sức ảnh hưởng. Lúc ngài mất đẻ 49 ngày và niệm Phật liên tục không ngưng tiếng niệm Phật, và xung quanh cái ngàn người ảnh hưởng đến ngài đến đó để mà đưa ngài tu. Kinh khủng. Bỉnh Nam đó là ngày hành văn sao. Vậy 5 năm xong rồi mới giới thiệu cái bộ văn sao cho Hòa Thượng Tịnh Không nói. Năm học tôi dạy cho ông hết rồi, bây giờ tôi giới thiệu ông vị thầy khác, đó là Ấn Tổ. Tuy rằng ngày vãng sanh thì đọc trong văn sao này, ông hành trì, ông là đệ tử đích thân của Ấn Tổ. Thực sự hổ thẹn vô cùng, 2 năm nay đọc văn sao, đến bây giờ tự nhủ vì ngài nói trong đó mình chưa hành được gì, không đáng sắp xếp cho ngài, có thẹn đến cùng cực. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không tịnh độ từ kinh Hoa Nghiêm, thấy các ngài Phổ Hiền, Văn Thù, Bồ Tát mà còn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hiện tại đồng tử còn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, phu không về Tây Phương Cực Lạc thì biết đi đâu đây? Nếu mình là kẻ phàm phu không về Tây Phương Cực Lạc, bà là quán trọ mà tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh là quê hương, ở trong đó trăm ngàn ức kiếp. Kìa. Còn nếu mà mình nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dầu cho về phổ hạ hạ phản vãng sanh, phàm thánh đồng cư độ,
hạ phẩm vãng sanh. Thì ta bà là quán trọ, mà Tây phương là quê hương. Thân còn ở trong cõi ta bà, mà tâm đã ký gửi bên Liên Tha rồi. Muốn thấy ta bà là quán trọ quê hương, là Tây phương là quê hương đúng không ạ? Ai muốn vậy giơ tay cho biết ạ. Muốn như vậy thì đừng có làm cái gì kiên cố ở đây, nghe chưa? Đây là nó dính ở đây khó lắm. Hôm nay nói bộ văn sao này cho các vị Bồ Tát, để các vị Bồ Tát nâng cao cảnh giới về cõi Tây. Ở Tây phương Cực Lạc có bốn cõi: Phàm Thánh Đồng Cư Độ, Phương Tiện Hữu Dư Độ, Độ và Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Lắng nghe Ấn Tổ khai thị nè. Tịnh độ, người đới nghiệp vãng sanh sống đồng cư tịnh độ, đoạn kiến hoạt sống trong phương tiện thánh cư độ, người phá vô minh phá trang nghiêm độ, người hết sạch vô minh tịnh quang tịnh độ. Phá vô minh thì về thật báo trang nghiêm độ, và diệt sạch hết vô minh rồi thì về thường tịnh quang tịnh độ. Bọn phàm phu chúng ta mong đới nghiệp vãng sanh là mừng, đúng không ạ? Mừng lắm rồi. Chỗ này nó thâm thúy, cố gắng lắng nghe nha, đừng có ngủ nha, có ai ngủ không ạ? Hồi tối ai trong này mình niệm suốt đêm hai thời giơ tay lên nữa. Giỏi quá. Chút nữa thưởng chai nước với cái quạt. Một tên thấy quý vị trì đại bi, có nhiều người trời thấy tội vậy mà quyết liệt ngủ trên chánh điện để nghe đại bi mà. Trì 50 biến 1 tiếng rưỡi. Chúng tôi gọi lên nói chú ba sau cho họ 25 biến thôi, chứ họ vô ngủ với đại bi hết rồi. Tội nghiệp. Đợt thứ 7 tuần sau cho 25 biến đầu giờ 9 giờ rưỡi, lại 1 rưỡi cho 25 biến. Còn khu chuyên tu thì từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng luôn. Có mình Nhật Đạo với lại thầy Tuệ, là hai ông này là lúc nào cũng đi giờ sáng. Còn mấy thầy thì 6 giờ tối đến 12 giờ khuya, rồi Phật tử các cụ thì 12 giờ khuya đến 6 giờ sáng. Một ngày một đêm, hay là một đêm trong này ở cõi ta bà này niệm Phật bằng trăm năm cõi. Vì cái cõi này nó xấu, nó ác, nó phiền não, nghiệp chướng nó bao vây. Mà niệm được một ngày một đêm hoặc thường niệm Phật thì không phải dễ. Khó mới nói rằng là quý hơn người ở cõi Cực Lạc. Người cõi Cực Lạc nhờ Phật lực gia trì họ niệm Phật rất dễ, họ không bị thối chuyển. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là như thế. Giờ lắng nghe cái cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ ha. Thì Ấn Tổ Ngài chỉ nói là đới nghiệp vãng sanh thôi. Nếu chúng ta đọc dòng mới có soạn toàn bộ ba bộ Tam Biên, Tục Biên, Chánh Biên ra cái Tinh Hoa Luật hai cuốn đó, thì quý vị chỉ thấy Ngài nói rất là xúc tích ngắn gọn. Nhưng hôm nay chúng tôi phân tích cho quý vị rõ thêm, để mình biết rằng là mình tích tụ cái vốn gì Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Và cái Phàm Thánh Đồng Cư Độ ở bên Tây Phương Cực Lạc với Phàm Thánh Đồng Cư Độ có khác nhau cái gì? Cõi ta bà mình cũng gọi là Phàm Thánh Đồng Cư Độ này. Thì cái chánh nhân mà vãng sanh về bên Phàm Thánh Đồng Cư Độ đó, thì cái yêu cầu Đức Phật A Di Đà đó là chỉ mong rằng mình đới nghiệp vãng sanh. Đây là cái điểm đầu tiên, tức đới nghiệp vãng sanh. Đới là mang cái nghiệp gì để vãng sanh? Mang cái tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp đó là công đức niệm Phật, phóng sanh, công đức in kinh, công đức tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, công hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Trong đó nó có trợ và chánh. Chánh đó là tụng kinh, chánh đó là lễ Phật, chánh đó là trì chú. Trì chú đó cũng là trợ hạnh. Cái pháp này Ấn Tổ Ngài cũng dùng hàng ngày, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Còn cái trợ hạnh là in kinh, những người nghèo tùy theo khả năng của mình làm những cái công việc
phước đức đó mình hồi hướng về Tây Phương, thì điều hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc điều nó trở thành tịnh nghiệp hết. Và thêm tịnh nghiệp và cái thiện nghiệp, thì cái thiện nghiệp này á, mình hồi hướng nó cũng trở thành tịnh nghiệp luôn. Nếu hồi hướng về cõi trời nó chỉ là thiện nghiệp, muốn cõi đời muốn mình làm người giàu có, bây giờ mình chịu khó mình làm phước thì cũng là thiện nghiệp thôi. Thiện nghiệp thì vẫn nằm trong lục đạo luân hồi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh ô tô la trời người thì vẫn luân hồi sanh tử thôi. Nhưng mà người này vẫn còn ác nghiệp nha. Nhưng mà cái ác nghiệp của cái người này á, sức mạnh chủ động. Thí dụ như là họ còn sát trộm dâm dối này không chủ động, không có sức mạnh để mà bắt họ phải làm những việc sai. Mà cái sức mạnh chủ động của họ bây giờ đó là tịnh nghiệp, đó là ăn chay, là niệm Phật, là tụng kinh chú, là làm tất cả những phước thiện, họ hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Cái này là chủ động. Thì đới nghiệp là mang cái tịnh nghiệp về, nếu còn thiện nghiệp cũng mang về, nếu còn mang về. Nhưng mà đừng có nói rằng đới nghiệp vãng sanh là mang nghiệp ác được thôi, bây giờ ác lúc lâm chung mang về Cực Lạc được, trốn ở bên đó không được. Vì nếu trong hiện tại mà tạo ác nghiệp có sức mạnh chủ động ưu thế thì lúc lâm chung mặc được, và không có cái duyên để mà nguyện vãng sanh Tây Phương, vì tâm quý vị tại tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ác nghiệp, đúng không ạ? Và hợp giới cùng lắm là cõi người thôi, thì cái nghiệp này chủ động lâm chung không được vãng sanh, vì mình đã bị nghiệp ác làm chủ động. Cho bữa chung 2 tuần trước cái chỗ này quý vị lắng nghe, nếu ai muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và sống được an nhiên tự tại bình yên, thì nếu trong thời gian mình quyết định để mà tích lũy tịnh nghiệp vãng sanh, thì Ấn Tổ nói trong văn sao, nếu bạn nào nếu hành sanh Tây Phương Cực Lạc, tôi nghĩ rằng chỉ cần 10 năm nếu chân thật thà tịnh nghiệp, trong cái tích lũy tịnh nghiệp đó, cái quan trọng đó là cái nghiệp sát sanh, bởi vì sát sanh ăn thịt chúng sanh là thọ mạng ngắn, thì bạn không đủ 10 năm đâu ạ. Nếu mà bạn phóng sanh, bạn làm những điều thiện lành, thì cái phước thiện đó có thể kéo bạn trong 10 năm, có thể hơn. Thì trong 10 năm đó bạn có thể khả dĩ áp dụng bỏ dạy, hành cái pháp của tổ dạy, đó là pháp môn tịnh độ, tích lũy tịnh nghiệp, cái nghiệp ác vô lượng đời kiếp đến bây giờ. Ngài hay ví dụ nè, dầu cái nghiệp ác vô lượng đời kiếp đến giống như một tảng đá 100.000 tấn mà để lên cái xà lan thiệt to, cái sạch đá từ bờ này qua bờ bên kia, đúng không ạ? Còn nếu mà cái giống như hạt cát thôi mà rớt xuống nước không có cái gì để chịu đựng để chở đi thì nó vẫn chìm. Vậy cái biển nguyện của Đức Phật A Di Đà, dầu cho nghiệp của bạn nặng gì đi nữa, nhưng mà bạn xấu ác bạn không làm nữa, ngay bây giờ là chấm dứt nghiệp mới xấu ác, chỉ có nghiệp mới là tịnh, thì bạn có cơ may. Chúc mừng bạn, quê hương Tây Phương Cực Lạc mở cửa đón chào bạn. Bạn là khách của quê hương rồi đấy. Cái chỗ này thâm sâu, phải lắng nghe cho kỹ. Chứ không mà miệng mình niệm Phật, tâm mình nghĩ ác, sát đạo dâm dối, thân mình làm, miệng mình niệm Phật, ý mình nghĩ ác, bỏ câu Phật hiệu ra thì thôi, bao nhiêu đều dối trá. Thì tâm này trái nghịch với tâm Phật. Người này niệm Phật cũng không được vãng sanh, vì tâm không hợp với tâm Phật, đúng không ạ? Đọc vào văn sao Ấn Tổ thầm thủy lắm, rõ con đường mồn một luôn, điều mình chịu đi. Mà sở dĩ mình đi không được đó là do nghiệp xấu ác của mình nó vây bổ, nó cột chặt trong bụng dạ, cho nên tự thân chuyển không được, không nhờ sức của đại, và không có mơ tưởng để mà mình nguyện vãng sanh, cho nên nó cứ lôi cuốn khổ đau lên lời. Nhiều lúc có các Bồ Tát về khóc ròng nói, sao con khổ dữ vậy? Văn Nhàn nói, cái khổ đó không phải bỗng không đâu. Tất thứ nhỏ nhất như việc ăn uống, nhất ẩm, nhất trát, gia do tiền định. Việc là chuyện nhỏ nhất mà cũng do cái phước đời trước định đoạt, bây giờ mình mới có. Huống hồ chi là gặp khổ đắng khổ thì làm gì có quả khổ. Mà thường chúng sanh khi gặp quả khổ là
buồn phiền trách móc chuyện khổ này. Gặp quả ác rồi sợ và buồn phiền sân hận ngang gây tiếp tục nhân xấu nữa, không chấp nhận bằng lòng. Khi mất tiền, có những chuyện bất chắc xảy ra là hàng phàm phu chúng ta là thôi quấn quýt lo sợ, không bằng lòng. Có ai mất vợ cười không, hoan hỷ không? Có ai? Có Bồ Tát của ông Lý Công Uẩn, bàn Lý Công Uẩn, họ bàn cả gia đình ngộ đạo xong hết, phát nguyện vãng sanh, lấy một khối tài sản thiền ra giữa cái sông lớn thiệt lớn, đục cái lỗ cho nó rớt xuống hết như đó. Cô lại người ta nói, ồ sao mà ông không có lấy tiền ông cho người ta, ông làm phước thiện mà lại ông đi đục cái lỗ cho nó rớt xuống. Cái tiền này tôi cho người ta không biết dùng, coi chừng người ta mang tội á. Em uống bia nhậu nhẹt để đi bia ôm đồ á. Phàm phu mà gặp tài mà vì người khác không vì mình hiếm lắm. Thôi tôi cho nó xuống sông cho nó yên cho rồi. Bàn Lý Công Uẩn, bàn cư sĩ này, và Thượng Tịnh Không nói khiếp khủng cái ông này. Cả gia đình đều ngăn, biết chắc ngày giờ trong tay rồi á, của cải này phiền lắm. Mà ông cho rồi ông cũng chưa vãng sanh hả ngày rồi vậy thôi. Nói vậy đừng có về lấy tiền quăng ra ngoài đường hết để chết đó nha. Không được. Mình chưa giống như bàn, giống như là họ bàn đó là cái chừng là đói ông chồng ông quýnh cho phù mỏ. Không được, không được. Chưa phải họ bàn thì đừng, chưa phải Tây Thi thì đừng có giả bộ khóc để đẹp như Tây Thi, khóc nó nhăn cái mặt như con khỉ ăn ớt. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói mình không phải là Bồ Tát thì đừng có làm, coi chừng. Cái chánh nhân mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh á, là người này thực hành tịnh nghiệp tam phẩm, hiếu kính cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm bát sát, làm 10 điều thiện, đem cái tịnh nghiệp này đóng gói lại gửi về Tây Phương Cực Lạc. Và với điều kiện khi tạo tích lũy tịnh nghiệp này rồi đó, là hiếu dưỡng cha mẹ, sư trưởng, từ tâm bát sát, làm 10 điều thiện á, thì họ phải thêm đó là tín nguyện niệm phầu sanh cực lạc nữa. Chứ nếu mà họ hiếu dưỡng cha mẹ, từ tâm bát sát, làm 10 điều thiện, tôn kính sư trưởng, nhưng mà họ nguyện để về cõi trời hoặc đời sau làm người lại, những người mà làm được điều này nè, đời sau họ về tỷ phú ở đây là chuyện bình thường. Ai muốn làm tỷ phú ông làm cái chuyện này đi, phú cho đời này không đủ thời gian rồi đó, không đủ hút thời gian, không đủ vốn cái tích lũy thời gian không đủ. Nhưng mà giàu cho tỷ phú, giàu có gì đi nữa, Tổ sư Ấn Quang nói bạn không thoát khỏi 8 cái khổ: sanh già, yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, khổ cầu không được khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Nữa bạn giàu có, bạn là ông vua đi nữa, bạn là cái gì gì ở cõi trời cõi này đi nữa, bạn vẫn không thoát, mà chỉ có về Tây Phương Cực Lạc nó thoát khỏi 8 cái khổ này. Sự khổ bên đó, tiếng khổ bên đó còn không có luôn. Vừa về phàm thánh đồng cư độ á, hạ hạ phẩm vãng sanh á, thì thân của họ y hệt như thân Đức Phật A Di Đà rồi, tử ma châm kim rồi, phát ánh sáng rồi. Còn mình cũng phát mà nó phát sân hận. Cũng cái ánh sáng sân hận đó nha. Họ về tới Tây Phương Cực Lạc là thân có không đau bệnh, và mang một cái thân đó cho đến lúc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn, chứ không phải chết đi. Cái này trong kinh nói chứ không phải chúng tôi nói bừa. Và khi nhà cửa của họ không phải cực khổ như mình đi tìm được đồng tiền để xây nhà cửa báo cha mẹ để lại của hồi môn thì nó đỡ cực, còn không đi tạo những nghề nghiệp sát sanh rồi những nghề nghiệp để mà mình có được đồng tiền, nhiều lúc tạo ra nghiệp xấu ác. Còn ở bên cõi đó là do cái công đức Phật lực gia trì, nghỉ nhà. Nước thì có nước bát công đức thủy, có cái hồ nhảy xuống tắm. Chim thì thiết pháp, cây thì cũng thiết pháp. Đức Phật A Di Đà dùng thần lực chim chứ không phải người trên đó để mà tu tập rồi tạo nghiệp, chết đi làm chim, làm súc vật, không phải địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nghe thấy thích không? hàng ngày mà nghĩ như vậy, do tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, hàng ngày mà nghĩ Phật là muốn về Tây Phương Cực Lạc, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên á, thì này người này cuối đời được về, này cuối đời được về, mà trong hiện tại người này phước báu của họ kinh khủng lắm, không ai bì kịp, trí tuệ của họ không ai bì kịp, thọ mạng của họ là Thượng Tịnh Không như là ngài Hải Hiền, không ai bì kịp.
trong hiện tại này được những quả báo là kết quả báo đáp như vậy, mà trong tương lai được về Tây Phương Cực Lạc nữa thì thôi, nó sướng gì bằng. Mà những người mà chịu làm, chịu tin điều này là họ có thiện căn phước đức nhân duyên, đời này họ mới chịu tin làm, chứ còn không nói họ, họ nói cái thế giới cực lạc tôi đâu bắt tôi tin. Làm sao mà mắt phàm, mắt thịt của mình thấy được Tây Phương Cực Lạc? Chỉ có tinh quang nghe Đức Phật nói trong Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ thôi. Qua thấy được, hạng phàm phu mình tin qua thấy không được. Ngài Mục Kiền Liên tin qua thấy còn chưa được, ngài đắc là gọi là không thấy được đâu. Thiên nhãn A La Hán cũng chưa thấy nổi, có Phật nhãn thấy được. Chẳng như Quan Âm Bồ Tát ngài thấy được cho nên ngài về. Còn nhục nhãn hàng phàm phu mình không thấy được cho nên không chịu về. Đây là cái điều mà chúng tôi nghĩ rất là thâm thúy. Cho nên cái chánh để sanh về cõi Bồ Tát, lắng nghe nè, là họ hành trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ. Nếu mà họ hành đạt đến cái tình trạng, cái cảnh giới gọi rằng là thượng thượng phẩm của lục độ là họ lên Bồ Tát. Rồi tùy theo cái cấp độ họ hành cái lục độ bố thí trì giới nhẫn nhục mà họ đi về cảnh giới Bồ Tát, từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, tùy thành trì. Mà cái chuyện này khó. Sự thực mà để làm trọn vẹn được cái lục độ này không dễ chút nào. Vì đó là tự lực của mình để về. Còn nếu mà mình làm được theo khả năng của mình làm, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, tịnh nghiệp về Tây Phương Cực Lạc dễ hơn là về ở bên cảnh giới Bồ Tát thập địa, dễ hơn lắm. Cảnh giới Bồ Tát là tự lực mình về, còn mình về Tây Phương Cực Lạc là có Phật lực, là Đức Phật A Di Đà và hàng Bồ Tát và gia trì hỗ trợ cho mình về, cho nên nó dễ hơn. Đó, bây giờ rồi kể quý vị nghe có cái câu chuyện này nha. Mấy bữa trước chúng tôi lên hội đổ bê tông cái sân ở trước, mấy chú mấy thầy có hỏi chúng tôi lên tí chúng tôi về. Này dưới đó là không rời nửa bước đi đâu, chỉ có trên này có công việc gì quan trọng chúng tôi lên chút xíu chúng tôi về liền. Gặp đó cái bác đó. Nói cái bác vậy thôi chứ mà ổng sáu mấy tuổi mà nhìn thấy ổng trẻ. Phủi tóc trân lởn hết trơn. Ông vô ông gặp ông kêu bữa nay con ở bên Mỹ con về con cúng dường cho thầy 10 triệu. Rồi con về con thăm thầy là con chỉ thượng tịnh không. Và đĩa của thầy nói về tịnh độ con rất là thích. Hồng Kông, Trung Quốc có hòa thượng tịnh không, Việt Nam thì con không biết có ai không, có thầy nói về pháp môn tịnh độ. Cho nên con về đây nhà con ở ngay Hiệp An gần đây, trong xã này luôn, xã Hiệp An này luôn. Cho nên con rất là mừng những người ở xóm này có cái đạo tràng niệm Phật, có người giảng pháp. Và con hỏi một số người ta lo đi làm rẫy làm ruộng rồi không chịu đi, chịu đi lên đây, con nói sao uổng quá nha. Thì khi ngồi nói chuyện một chập ấy, thì Giác Nhàn mới kêu là chủ nhật này Giác Nhàn có bình thường nói chuyện không có thời gian, với hai cái cảm xúc nó không có bằng nhiều người. Ông kêu chủ nhật này con với vợ con với con của con đi qua Đài Loan rồi đi tham dự hội thiền vô vi. Trong cái hội thiền á, thiền học vô vi, người ta nói nếu mà hành trì thì được về cái cảnh giới cõi trời Bồ Tát Di Lặc. Giác Nhàn nói là ai nói vậy, kêu cái ông mà ổng dạy thiền vô vi ông nó không đáng tin cậy. Cho nên giờ bây giờ nó đủ loại thiền, đủ loại cái cách nó chỉ chúng ta. Ông Quang nói là tà sư thuyết pháp như các sông Hằng kinh khủng lắm đâu. Rồi chúng tôi mới nói là chú thích pháp môn tịnh độ giảng, thích Giác Nhàn giảng mà sao mà còn thêm thiền nữa. Ông kêu nếu mà về Tây Phương Cực Lạc không được thì đi về bên đâu. Ông kêu tính cho nó chắc. Ông kêu ở đâu không được à? Ông tính già quá nó. Ông cứ nghĩ hai cái chân ông đứng trên hai chiếc thiền thì ông đi một thời gian sau gì cũng có chiếc đi trước đi sau, ông phải rớt xuống sông đúng không ạ? Băn khoăn đứng giữa hai thiền, hãy chọn một thiền kẻo nước cống cuốn trôi. Băn khoăn đứng giữa hai dòng nước, hãy chọn một dòng kẻo nước cuốn trôi. Nói mấy câu thơ chơi chơi là mới nói là pháp môn tịnh độ này nó là chánh hạnh, chánh yếu là tu pháp môn tịnh độ đủ về Tây Phương Cực Lạc. Ông còn nghi ngờ pháp môn tịnh độ, nghi ngờ cõi
Nếu không về được thì ông về cõi trời đâu sức, như vậy là ông hai hàng, như vậy là bảo đảm ông không bao giờ về được. Nên mà không có kiên định bất nhất, không có nhất định về Tây Phương Cực Lạc. Ông đọc kỹ vào trong văn sao đi. Tổ sư Ấn Quang nói là đời mạt pháp này, một ngày họ tu giới luật, họ thành tựu, tâm họ thanh tịnh rồi, họ trì giới ra vô đắc A-la-hán liền. Một ngày thiền định là mạt, là tượng pháp á, chánh pháp là 1000 năm đầu tu giới luật thành tựu, năm sau là tượng pháp tu thiền định được thành tựu, 10000 năm sau, hôm nay là bước sang ngàn thứ ba rồi, 3000 năm rồi, thì tịnh độ thành tựu. Ông tu pháp môn khác ông không thành tựu được, là thiền vô vi nữa thì thôi. Ông hiểu chữ vô vi là gì không? Hữu vi là sắc thân, vô vi là cái tâm. Tâm mà ông học di thức của nhà Phật, ông học pháp môn tịnh độ chỉ cái tâm cho ông, thì chỗ nào mà bằng nữa đâu mà ông lại đi học. Nói về Phật pháp là nói về cái chuyện vô vi, nói về cái tâm là tuyệt, nói về chân tâm là vọng tâm, nói tâm thì không ai bì kịp. Đối với Đức Phật ngài luận về cái đến 100 cái tâm, 100 chữ tâm: tham sân si mạn nghi, ác kiến biên kiến cà tà, cấm thủ phẩm hận phú não, tật sang cuốn xỉm hại kiêu, vô tàm vô quý, trào cử hôn trầm bất tính, thất niệm tán loạn bất chánh tri. Đó là 50 cái tâm rồi đó, còn 50 cái nữa. Nhưng mà bách pháp minh môn luận này nó quy về lại phàm phu là hai tâm thôi, chân tâm và vọng tâm thôi, tâm và ác tâm thôi. Mà quy lại cái tâm ác và cái tâm vọng á, nó chỉ còn một cái tâm, đó là biết chân tâm. Ông kêu không, vậy không chịu học Phật mà đi học ở đâu? Ông đọc văn tổ nói. Cho nên hầu như là bây giờ họ học để làm thông gia. Tôi học Mật Tông nè, tôi học Thiền Tông với các vị nổi tiếng nè. Ấn Tổ nói là trống rỗng chiêu to, đời này tìm một người triệt ngộ triệt chứng để liễu sanh thoát tử không có đâu, khó lắm. Đừng có dạy đi con đường này là chết. 1000 tượng pháp thì có thể được, còn mạt pháp thì ngài nói rõ luôn. Bây giờ cái hàng căn cơ của mình và ngài là đại bồ, ngài nói tôi là giữ thân phận phàm phu tu tịnh độ cho chắc ăn. Đại bồ tát thế chí mà nói, thấy không? Cho nên mình lỡ sớ là xong. Mà nói gì để nữa, ông kêu hồng chủ nhật cũng đi thiền vô di à? Cái cho biết sao, nói không nổi, nó thành một cái tập khí, cái nghiệp lực, cái định hướng của họ, gọi là cái thói quen, gọi là nghiệp lực, họ đã tính trước rồi. May thay hôm nay quý vị chịu vô nghe pháp môn tịnh độ để giảng trạch, để phát triển tính tâm, thì thôi một cái nhị với giác nhàn chắc đời trước cũng cha mẹ anh em vậy đây, đúng không? Chứ không bỗng không đâu. Ông từ bên Mỹ ông về, ông quý kính mình quá chừng luôn, nghe đĩa mà cuối cùng ông cũng gì, hai chân nó về cần nội viện đau sức. Quý vị biết về nội viện đau sức không phải đơn giản đâu. Nội viện đau sức thôi là phải học di thức và quán triệt được di thức, học và chứng nhập di thức lực. Quý vị về gặp ngài Di Lặc ở nội viện không phải là dễ, mà vô tới ngoại viện thôi, ngoại viện đó luôn quý vị đơ hết, nhức nhích rồi hết đi rồi. Quý vị ơi, thôi thôi thôi, đẹp quá rồi, đi đâu không đi đâu nữa. Đó với ông ở cõi này mà ông gặp phụ nữ mà hoa hậu là ông đã đơ người, ông thở hết nổi rồi. Mà ông lên cõi trời nội ngoại viện là ông chết. Đúng không? Nói gì đi nữa là cũng vô di, đi thiền vô di. Cho cái bộ sách mà không biết về cái chịu đọc không? Cho nên cái lúc mà ngài đã gọi là ngài Nan Đà chuẩn bị đám cưới rồi, có bà vợ đẹp dữ lắm. Đức Phật kêu phải lượm ông này đi tu rồi, chứ để ông ở nhà là ông khổ chết. Ông thế nào mới lần đầu cưới với cung kính, ở với nhau thời gian thế nào xem thường cũng kình lộn, thôi dắt ông đi tu cho rồi. Cái ngày dắt đi người dùng cõi trời, Nan Đà nói trời ơi sao mấy cô này còn đẹp dữ vậy hả? Ở đâu mà đẹp? Phật đem đâu đẹp vậy? Mấy cô này để dành cho ai vậy? Kêu để dành cho Nan Đà tu tinh tấn tốt là lên trên đó để kêu vậy được, để dành đi được. Anh khóa rồi. Đức Phật mới nói là nè 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 Nan Đà, Nan Đà, mấy cái bà ở trên cái cõi trời đây nè, so với con vợ của ông ở dưới nhân gian thấy sao? Trời, con vợ con giống như vậy. Xấu quá rồi, thôi không thèm nữa. Dùng thần thông để cho ông tu mà. Dùng thần thông đưa cái tâm thức ông xuống địa ngục, thấy giặt dầu sôi sục, thấy giường sắt, thấy cục đồng nóng quá, cái này để dành cho ai vậy? Đức Phật nói dành cho Nan Đà mà không có tốt cho tu là xuống đó. Ông kêu vậy hả? Thôi lên. Chỉ có ngài Nan Đà là Đức Phật dùng thần thông lên cõi trời xuống địa ngục. Họ nói nếu con người mình một khi nếu mà mở nhãn nhìn xuống thấy địa ngục là phải tóc mồ hôi máu. Sao mà không có một giây phút gì có thể nghĩ được, tên con người thôi nha,
chứ đừng phạt. Tên con người thôi còn nghĩ không được, khổ không có một giây phút nào. Ghê không? Ghê không? Cái nhân để mà vào trong địa ngục đó là bà Thanh Đế vừa hỷ bán Tam Bảo, vừa sân hận, cho nên bà làm lòi quỷ đói bao nhiêu đời kiếp, không có thời gian đâu. A Tăng Kỳ là không có thời gian. Thì Ngài Ấn Tổ nói, nếu chúng sanh nào mà nghĩ rằng là mình đã từng trong địa, và khi mình nghe trong kinh Địa Tạng nói địa ngục, những người nói cho mình cảnh giới địa ngục khổ đau, không sợ. Người này nếu không sợ tiếp tục làm điều ác sát trộm giam dối á, Xiển Đề, biết Nhất Xiển Đề không? Nhất Xiển Đề là không sợ tội lỗi. Rồi hết cõi địa ngục rồi, cái nhân địa ngục để mà tạo ra cái địa ngục, mà chính nơi tự nơi cái tâm mình tạo ra cái nhân địa ngục. Cho nên mỗi cái địa ngục của mỗi, thí dụ như là cột đồng ôm dành cho người nam khi phạm tà dâm, mà sân hận, mà gọi là sân hận nặng, gọi là thượng sân hận á, thì mới. Còn nếu mà chung sân hận là làm loại trùng độc, loại rắn, loại rít, loại bò cạp, con nhím mà mình đụng vô cái phúng lông vậy đó, gọi là trùng độc, gọi là sân hận, ái nhiễm, gọi là trung sân hận, thì làm loại trùng độc. Ấn Tổ nghe nói. Và làm loài ngạ quỷ đó là tham lam, và làm loài súc sanh đó là si mê. Tỏ nói là mình đây nè, Giác Nhàn đây nè, cũng đã từng trong địa ngục làm loài ngạ quỷ, làm loài súc sanh rồi. Tôi thay bào cha mẹ mình quên thôi, chứ đã từng trong đó đi ra rồi đấy. Nếu mà nghĩ mình đọa lại, thì người này niệm Phật tinh tấn lắm, không dám. Nói chuyện ngủ nướng nghe chút xíu nghe cho nó vui. Cái con gà buổi sáng nó gáy vài dậy để đi làm liền, đúng không? Cái tiếng cái là người ta biết là gần sáng, canh ba canh năm về thức dậy đi làm. Ở dưới câu chuyện tu có mấy con ếch, con nhái, con ếch ương á, nó cứ ọt ẹt ọt ẹt ọt ẹt, nó kêu suốt ngày nhưng mà không ai để ý đó. Con gà nó chỉ gáy vài tiếng buổi sáng ban mai là người ta để ý liền. Còn con mấy cái hồ nước ở trong cái động đá nó kêu ọt ẹt suốt ngày mà không ai để ý đến nó hết. Cái đạo lý này hay lắm, mình nói ít thôi, đúng chỗ người ta nói có giá trị. Còn mấy cái người mà cứ nói sẹp sẹp ếch con nhái không ai nghe hết trơn, nói riết là gì, nó riết là gì, nó thừa thải, tổn khí tổn thần, rồi người ta ghét thêm nữa, hả, đúng không? Cho nên bữa nay giờ là bớt. Ai trong này muốn làm con gà hay là con ảnh ương? Làm con ảnh ương là cứ ọt ẹt suốt ngày mà chả ai để ý đến. Ở ngoài hết cái chuông ở trong chùa Linh Mụ, mỗi lần buổi sáng đến cái bon thì gọi là tiếng chuông Linh Mụ Sương, nghe cái câu đó không? Thì con gà, một gà nó ở bên làng Thọ Sương, khi sáng nó nghe tiếng chuông là nó thức dậy nó gáy liền. Mà con gà khi nó nghe tiếng chuông cái tự nhiên á, nó thức dậy để nó gáy, mà đúng giờ là mấy thầy quấn giờ, quấn chuông là 4 giờ hoặc 4 rưỡi hoặc 3 giờ là thức dậy, cho nên mình nghe là tiếng chuông Linh Mụ mà tiếng gà Thọ Sương. Ở chùa thầy cũng nuôi mấy con gà, nó nằm im hết rồi. Mình nuôi gà trống thôi, với mấy con gà mái già già, chứ không dám nuôi mấy con gà mái mà nó đẻ trong này cái chết. Chùa thầy mớ gà luôn á, nhiều gà lắm. Để vui cho mấy thầy cho nói gà tội nghiệp. Cái nhiều lúc chuông tiếng chuông khi mà đánh lên mấy con gà lặng yên hết. Mình ngồi mình nghĩ cái đạo lý này nó cũng hay hay. Mà nói vậy không biết mấy thầy hiểu không nữa. Chắc hiểu chứ ha. Chỉ có mấy người mà họ thần kinh không hiểu. Mấy đứa mà ở dưới bệnh viện mưa nó không hiểu rồi. Chứ mấy này mấy thầy đại học hết trơn hiểu hết. Hay lắm á. Cái tiếng chuông hay dữ lắm. Cái người nào mà thanh tịnh quánh một tiếng chuông một cái là dưới địa ngục. Cảnh tỉnh bằng những tiếng chuông, lời pháp tiếng niệm Phật. Cho nên thành ra là khi mà con người nào mà nghe tiếng chuông, bệnh quá thì không nói, mà nằm ngủ nước, bắt đầu cái căn lành mình bắt đầu nó thui chột từ từ, bồ đề tâm bắt đầu thối chuyển từ từ rồi. Tiếng chuông nó sao ghét quá, tôi đang ngủ mà quýnh chi vậy ông? Ghét, bắt đầu ghét. Ghét chuông, ghét thầy nữa là bắt đầu thôi ra đời luôn. Thối chuyển bồ đến cái mức độ trầm trọng rồi thì chỉ còn một con đường duy nhất,
người này chịu có vào câu Phật hiệu thì Bồ Đề Tâm bắt đầu nó thay đổi lại. Người nào thường giữ, thường sám hối, sám hối tức là thấy những lỗi lầm của mình hổ thẹn, không dám nghĩ luôn, không dám nghĩ xấu người khác luôn, không dám làm điều xấu luôn, từ từ Bồ Đề Tâm phát triển lại. Cho nên mấy thầy khi mà thối chuyển về đời rồi chùa nó vừa mặc cảm đủ thứ hết trơn, không dám về chùa. Còn Phật tử, họ làm Phật tử vậy mà họ về chùa, hình như thấm thấm rồi sao thế?